biết cái mặt của Thành không? Đây là một cái phần bình thường nhất ở đây. Và bây giờ tôi đang phải ăn cái dĩa này vào lúc 11 giờ đây. Bình thường ở Việt Nam là mình rất là sợ mập, mà qua đây thì như mình sợ mình ốm hay sao. Thôi, mời mọi người ăn tối nha. Bây giờ ăn chưa hết này Thành? Không nổi, nhiều quá. Nãy giờ chưa hết nổi gì nữa luôn. Ủa, nhìn thấy Thành rồi. Nhìn nè. Và lần nào Thanh qua đây thì ăn gần như là nhiều gấp hơn gấp đôi ở Việt Nam mà không có lịch cơm. Các bạn quay phim lịch cơm. Và sau 15 phút anh ấy cũng đã nhơ hết cái. Mọi người ơi, xong rồi nè. Còn một đứa cuối nè mọi người ơi. Chỉ còn ngon. Bữa này ăn dữ ngon chưa? Bữa này lạnh mau đói bụng ăn ngon. Hồi nãy hỏi anh Thanh là anh ơi, ừ? Ăn cơm cá sao mình không? Ừ. Tối không ăn cơm. Ừ. Anh ăn mập gì đó? Mập lắm. Ờ, nguyên vị hủ tiếu. Dầu không, mỡ không, thịt không. Ít có mập ha. Lấy lọc chị lọc. Ngon. Giờ là 11 giờ 15. 11 giờ 15. Quất một dĩa cho 3 người như vậy thì mọi người hiểu rồi ha. Đi kẹo.